Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Kiến Thức. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn chia sẻ màn hình điện thoại của chúng ta lên máy tính một cách nhanh chóng và đơn giản. Và phương pháp này thì sẽ sử dụng trong những cái trường hợp là chúng ta sử dụng thiết bị Android và Windows Phone các bạn nhé. Và phương pháp này của chúng ta thì không cần phải cài đặt phần mềm và phiên bản của điện thoại của chúng ta thấp cũng được. Không giống như một số trường hợp là chúng ta phải sử dụng cái phiên bản của Android để mới. Để có thể làm được điều này thì các bạn thực hiện từng bước như sau. Các bạn chú ý nhé, chúng ta làm từng bước một và các bạn đừng có bỏ qua chi tiết nào thì như vậy chúng ta mới thực hiện được. Đầu tiên là các bạn cần kiểm tra xem là thiết bị của chúng ta có sử dụng một cái app gọi là Connect hay không. Thì bạn sẽ sử dụng cho tôi tổ phím là Windows S ở trên bàn phím để chúng ta search này. Hoặc là các bạn click chuột phải nhé. Các bạn chọn search ở đây này. Đó, thì các bạn gõ cho tôi chữ Connect. Đó, các bạn thấy không ạ? Nếu như các bạn thấy cái chữ Connect App này, có nghĩa là thiết bị của chúng ta đã có rồi. Còn trong trường hợp mà các bạn chưa thấy có chữ Connect App ở đây, thì có nghĩa là thiết bị của chúng ta chưa được cài đặt cái ứng dụng này. Đây là một cái ứng dụng mặc định của Windows thôi, nhưng mà các bạn cần phải kích hoạt nó lên. Thì để có thể kích hoạt được cái app này lên thì các bạn sẽ thực hiện đầy đủ như sau. Từ menu Start các bạn click chuột phải này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái mục là Setting và các bạn click vào phần này. Trong phần này thì nó sẽ hiển thị ra cho bạn một cái danh sách. Và các bạn sẽ nhìn thấy một cái mục gọi là app. Đó, bạn sẽ nhấp vào phần này. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay bên dưới của chúng ta cái chỗ app feature này. Các bạn sẽ chọn optional feature, các bạn nhấp vào phần này. Ở đây là các cái app, các cái ứng dụng mà Windows nó đã cài cho chúng ta. Các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ nhìn thấy có một cái mục là wireless display. Nếu như mà máy bạn chưa có ấy, thì nó sẽ bạn chưa cài thì nó sẽ chưa có cái này. Nếu như bạn không thấy phần wireless display thì bạn sẽ vào cho tôi cái phần là add a feature. Đó, trong phần này. Bạn sẽ kéo xuống bên dưới cùng, gần dưới cùng nhá. Ở cái khu vực mà bắt đầu bằng chữ V kép này, bạn sẽ thấy có một cái chữ wireless display và bạn tích vào đó thôi. Ở đây tôi cài rồi cho nên là nó không hiển thị lại ở trong này. Còn nếu như mà chúng ta không còn ấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta chưa cài ở bên ngoài ở cái phần bên ngoài này này. Không cài, không thấy ở bên ngoài này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong phần này. Bạn kéo xuống, bạn tích vào giống như tôi tích ứng dụng trên nhé, tích vào sau đó thì chọn cài đặt là được thôi. Ở đây cài rồi cho nên là nó không hiển thị. Sau khi mà bạn cài được như này rồi thì bạn sẽ tắt nó đi và bạn vào lại này. Chọn vào setting này. Đó, vào app thì cũng giống như tôi, bạn sẽ vào trong phần optional feature. Trong phần này thì bạn kéo xuống bạn sẽ thấy có một cái phần wireless display. Lúc này thì bạn có thể tìm kiếm thấy cái app Connect của chúng ta bằng cách là sử dụng phím Windows S để chúng ta search cái phần Connect này. Đó. Bạn ấn Enter một cái để chúng ta khởi chạy lên. Và đây chính là cái giao diện đầu tiên ở trên máy tính của cái app. Và chúng ta sẽ kết nối giao diện màn hình điện thoại của chúng ta lên trên cái app này. Bạn cũng có thể đổi tên cái app của chúng ta là desktop này, 1GAB5S3 gì đấy. Chúng ta có thể đổi được cái tên này bằng cách là các bạn sẽ vào một cái thư mục bất kỳ. Đây, vào viết PC này. Click chuột phải các bạn chọn Property. Bạn chọn vào phần Rename this PC. Thì bạn thấy rằng là chúng ta có một cái tên của máy tính là desktop GAB5S3 này. Các bạn đặt một cái tên gì đó, ví dụ như tôi đặt là Dương đi. Đó, và bạn chọn Next. Thì lúc này cái máy tính của chúng ta nó sẽ yêu cầu chúng ta reset lại để chúng ta có thể tiến hành đổi tên cái thiết bị của mình. Còn ở đây thì tôi sẽ chọn vào phần Restart Later này để tiến hành restart cái máy của chúng ta lại sau. Sau đó này, bạn sẽ truy cập lại phần Connect App của chúng ta. Và lúc này thì bạn sẽ sử dụng cái thiết bị điện thoại. Tôi sẽ di chuyển cho các bạn xem ở trong cái phần giao diện điện thoại của chúng ta. Rồi, đây là giao diện của điện thoại các bạn nhé. Tôi đang sử dụng một cái thiết bị là Oppo và nó sẽ có cái giao diện mà tôi hướng dẫn các bạn nó sẽ hơi khác một chút. Tuy nhiên thì các bạn sẽ vuốt từ trên xuống này. Chúng ta sẽ hiển thị một cái thanh trạng thái giống như các bạn đang thấy ở đây. Chúng ta tiếp tục vuốt xuống để chúng ta tìm kiếm cái thanh trạng thái. Và trong trường hợp bạn không thấy thì bạn có thể chọn mở rộng. Tức là tìm kiếm thêm những cái trạng thái khác của điện thoại.
Ở đây thì trên thiết bị Oppo của tôi nó có tên là phát màn hình. Tuy nhiên thì ở một số cái thiết bị khác, ví dụ như là Samsung ấy, thì nó sẽ có một cái giao diện là cái nút này nó có tên là Smart View các bạn nhé, Smart View. Còn ở Oppo thì nó là phát màn hình. Ở một số giao diện khác thì nó sẽ có một cái tên khác, thì các bạn cố gắng đi tìm kiếm xem nó như nào. Và ở đây thì tôi sẽ nhấp vào chữ phát màn hình này. Ở trên Samsung thì các bạn chọn Smart View nhé. Nhấp vào đây. Đó, thì lúc này điện thoại của chúng ta nó sẽ tiến hành quét. Và nó sẽ quét thấy một cái thiết bị có sẵn là desktop 1GA B5F3. Đó, và một cái thiết bị bên dưới này. Thì tôi không biết cái điện thoại, cái bên dưới này là của ai. Nên là chúng ta sẽ không nhấp vào. Và các bạn chọn đúng thiết bị này. Với một cái điều kiện để bạn có thể kết nối hai thiết bị này với nhau, đó là nó phải sử dụng cùng một cái mạng Wi-Fi các bạn nhé. Nếu như bạn sử dụng khác mạng Wi-Fi thì chúng ta sẽ không tìm thấy các thiết bị này. Đó, bạn sẽ nhấp vào đây. Lúc này quay trở lại màn hình máy tính thì các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái giao diện app giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Và cái thiết bị này nó có thể xoay ngang, xoay dọc được và phóng full màn hình như này. Đó, chẳng hạn như bây giờ tôi trở về màn hình chính cho các bạn xem này. Bạn thấy không ạ? Tôi truy cập vào trong Liên Quân đi. Đó, thì các bạn thấy là cái giao diện của tôi nó sẽ được lật sang cái chiều full màn hình giống như trên điện thoại của chúng ta. Giống y như vậy. Khi mà bạn muốn ngắt kết nối cái thiết bị của chúng ta thì bạn có hai cách. Một là bạn sẽ ngắt kết nối ở trên điện thoại bằng cách là bạn vuốt xuống này. Bạn vào lại cái chỗ cái phần ứng dụng của chúng ta, các bạn nhấp vào đây để ngắt kết nối. Được chưa? Cách thứ hai này. Cách thứ hai là khi mà ở trên giao diện máy tính các bạn thấy ở đây này. Chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại bằng cách là nhấp mũi tên bên góc này. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái biểu tượng dấu X ở đây để chúng ta tắt cái app Connect ở trên máy tính của chúng ta đi. Thì chúng ta sẽ không còn chia sẻ cái màn hình điện thoại của chúng ta lên trên máy tính nữa. Đó, các bạn nhấp vào đây. Và trên điện thoại thì tôi cũng sẽ đóng cái ứng dụng này lại. Và như vậy thì tôi vừa cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể chia sẻ màn hình điện thoại lên trên máy tính của mình một cách nhanh chóng và đơn giản. Ngoài cái phương pháp sử dụng App Connect ra thì chúng ta còn một cái phương pháp cài đặt một cái ứng dụng là YourPhone. Đây, dành cho cái thiết bị điện thoại của chúng ta và kết nối với máy tính nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nó không hỗ trợ cho chúng ta ở một số cái giao diện điện thoại cũ. Ở phần sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách này. Còn ở trong video này thì tôi nghĩ rằng là với cái chia sẻ của tôi nó đã khá là đầy đủ và chi tiết cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng chia sẻ màn hình điện thoại của mình lên máy tính rồi. Mong rằng với những gì mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn sẽ giúp được các bạn phần nào trong cái quá trình học tập cũng như làm việc của mình. Nếu như bạn muốn điều khiển màn hình điện thoại của chúng ta bằng máy tính thì hãy xem cái video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho video này một like, ấn nút share để chia sẻ video đến với bạn bè của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tốt Kiến Thức thì bạn đừng quên ấn nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh Tốt Kiến Thức. Trong trường hợp bạn thấy video này cần cải thiện về vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận của video những đóng góp tâm huyết nhất của các bạn. Tôi sẽ đọc, tiếp thu và cải thiện chúng ở trong các video tiếp theo để có thể ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi tới các bạn trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.